bà đòi một chế cư dương chế gửi trong xà la cao trong cao bà ở lớn trong cao tiết rồi bà ở thể nick nó khai đòi một chế bên tai mình đang giảng bài tì vâng pẹp pon tại nâng luộc pain đà ra vâng snow carong tự tu mình tục bật là mới sẽ cách vâng bà cái thằng bài kia rửa sâu bà rửa sâu giảng bài chế vâng bà thò mặt đá bà sân chế bài kia bởi pon mình là ó với ở đây tì vâng bên tai bài kia pon mình là sâu đôi gì giảm tích bài thứ liên miên bà pì và còn là bà bài khôn máu bờ sân chị cho nó bị áp miên thần sói người thả lo nè bà ta bờ sói những chim ra nàng này vậy đó chẳng trong sông An rừng đi xem mà đón tới rừng rồi bỏ luôn và đom sân này tới đây pain đã ra snow car rôm từ tour pain và trang bằng là mức sẽ tới cách nên snow car than của bạn khai ở đó mình chơi bạn bay kia chưa bằng to bằng to cái bằng to bị quạt bàn ở prapat nơi phía mặt trọc ở đây nên bây giờ là một cái đạt được chưa đã phục vụ lùi chỉ đang miền tây và nơi thứ ngay khai không khai với chị đi mình cả bay kia rửa sơ được bao lâu mà và phật có lo một và đòi mình cả bật bằng ngắt nghiệm là o kháng này và phốp bài đang thá đôi chưa sạch nhiệt là bao lâu bà còn mình sạch nhiệt là bao lâu pi nè bà mỗi một pain sen huông pi một tưa bà đập bay đa và mỗi lối đặt hè pi rốt dân đập tùm đến kịch bốn tùm đến ở chỗ bắp pi cho on ra chết ô sơ mạch không sầm rau khai đồ mà chạy không sọc sầm rau khai đồ mà chạy và phố bao to thà rốt dân đập tùm đến khả tôi kịch bốn chanh pi cho thì on ra chết ô sơ mạch không một cường không một khai trợ bong ao của lý và trang bọn là một sẽ được cách trong ca cục rộng là bọn lô phê đá chắc pi mà phê tới xam sập mơn riêng nông một hai và tổng đánh cách bôn trên bị cho ô sơ mạch trang trang bọc háo cứ thật tay tại bóng lôi ao crom rồi bóng lô pain đã ra bà đã miên mua pain xây huống nơi mua tư ở trên này chăm thật tù lùi và chân bỏ là mình ở sâu ní cứ thật bỏ là miền chân chân chăm mơ thật ta lô pain đã ra có ba mình chia mua pain xây huống nên chúng một tứa ở đa và mỗi lối pi mà cha rốt dương này ọt mà ọt đặt hai phong xong lối bài tập phong bạn bạn chẳng lúc pain đã ra nó cứ quạt chỉ snow car rôm từ tua bắt là mơ sẽ được cách đối với này xong ai lúc snow car nó có bạc hai ở đòi mình chơi người ta mơ phong là ta quạt bàn và chia con trang chẳng mê ọt bạn bạn ta vậy là dương kịch nó hờ dương cầm bàn từ à chào còn đây bà và còn tay nè xa bò mình dưỡng mà mình đặt mơ khuyên thả mình chẳng hơi cả lòng màu luôn bà pro thòm đá quạt mình tự vô to đi bà và còn đòi bóng bồn con không muốn quát nè tự vô bà cái hào thả con chai bà vừa như vậy thả ní ní cái hào thả mày là thông á bà chịu xét lúc mình đã nói có thời chưa bóng bồn quạt móng chụp hình xây huồng bà cứ bồn lòng sạch nhiệt với một prau kia lại bạn chọn lưới và prau ôn bằng ôn ôn này tới bạn chọn lưới các bạn bạn miền bắc đấy thử vì chăng đôi chị lon màu dương tài thì cực khơi thà riêng kha dương tài thì dây đây thà mà nói đã bằng ôn này thì đã ai đã đây nè mình chăm bằng ôn này toàn ruộng là chăm nè mình chăm này bà nông thị xã miền rom tây một chút nốn vô cồn hồ này đặt từ chúng ta mà xài hồ này đặt ép ép màu còn bàn tay ở vậy là thôi nó rồi thả tầm tay nó có việc mình ấy đi tại khai tại châu tới vì cho anh ta về tu và riêng có còn lui hay cho mau và sừng không tha và sừng không tha lúc snow car khai còn đang bị nứt mơ ta ta đưa nó giáng mạnh và tâm linh tiếng ót đã hồi sâu vì về tích chất khang được có sọ cắt nó miên ở chả nè bà sẽ làm một phía nam miên đôi chút mòn sạp mòn cho cục mòn tâm linh kích quân xem xây cứ trâu ở châu từ lúc pin ăn được ót bà quạt lại dược tổng bà dương đang hỏi càng là ở quay để châu bàn hỏi dược tổng nó cứ vật thô đây mình bàn rồi bình luận bà chân ở quay để mình bàn rồi bình luận cứ ắt đăng thạc con nộp hiếp rứt cò mình miên con nộp hiếp nộp tiền quan tài ở quay để bà po sản phẩm cầm cua sa là bao chuyên chiết khăm ai dương và do tại bò phục nó cứ tới bàn nhà bà con mình cho nó sa thiết kỳ mì và đám bay ơi và lại trái sạch mua chấm nôn để hô cho nó
បានគុណភាពនៅតែដដែលនោះគាត់នាំចូលទី1ឆ្លងកាត់មកគាត់អត់បានគិតខ្វល់រឿងអីទេគាត់ដើម្បីតែបានលុយសិនបាទនៅពេលដែលបានលុយចូលមកដល់ក្នុងសោកសៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគាត់ត្រូវរៀងទុកស្មារតីណាបាទឧទាហរណ៍ថាត្រូវចំណូលបើសិនជាគាត់យកទៅដឹកទៅលក់ភ្លាមភ្លាមបានន័យថាគាត់អត់ខាតទេបាទបានន័យថាគាត់ត្រូវចំណេញយ៉ាងហោចណាស់ក៏30% ដែរនៃតម្លៃឧទាហរណ៍ថាទិញបាទអញ្ចឹងគាត់ចំណេញយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3000បាតដែរបាទឧទាហរណ៍បាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីកយកម្មគ្រប់គ្រងបានធ្វើសកម្មភាពផ្អាកគាត់ធ្វើឲ្យចង់បានលុយពីគាត់បន្ថែមទៀតនោះគាត់ត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវ500ទៅ1000បាតទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលនៅសល់2000បាតហើយណាការដែលយកមកទុករៀងយូរបន្តិចបាទលក់មិនសូវដាច់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវថែមសារធាតុបរៈដើម្បីរក្សាគុណភាពអាហ្នឹងឲ្យលក់បានឲ្យអស់បើលក់មិនអស់ទេគាត់ត្រូវខាតចូលដើមបាទអញ្ចឹងចំណុចយ៉ាងនេះហើយដែលវាបណ្ដេញតគ្នាថាអ្វីដែលជាអំពើពុករលួយនេះវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមបាទវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខភាពរបស់សង្គមយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបរិភោគក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនរបស់អស់លោកមន្ត្រីទាំងនោះដែរដែលទៅហូបហើយនៅពេលដែលអស់លោកយកអាតង់យកអាលុយខុសរបៀបអាចបានត្រួតពិនិត្យនេះយកទៅព្យាបាលអាជំងឺដែលខ្លួនហែងហូបរបស់នោះដែរនេះសួរថាប្រមាណមិនមែនយក1000បាតនោះទៅព្យាបាលជាទេបាទគឺយក10000បាតទៅព្យាបាលនៅស្រុកថៃវិញបាទមែនគឺមិនមែនអាចំណុចអំពើពុករលួយហ្នឹងគេហៅថាជំងឺសង្គមដែលគួរតែអស់លោកពិនិត្យឲ្យបានមែនតែនហើយបើនិយាយថារៀនដល់ថាបាលសង្ឃឹមថាអនាគតកាលណាបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់ឃើញខាតមានទេអនាគតកាលនឹងដឹកចំណូលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបាទរកចំណូលបានប្រមាណឲ្យចូលតាមអីក្នុងមួយថ្ងៃបរទេសគេដឹងបរទេសគេដឹងព្រោះការសិក្សារបស់យើងចាស់ទៅចាស់ទៅការមានបទពិសោធន៍ច្រើនបានដឹងថាក្នុងបុគ្គលម្នាក់នៅប្រទេសគេបាទចាប់ដើមងើបក្រេះទៅធ្វើការគេដឹងម្នាក់នោះបាទរត់ដោយឯកជនគេដឹងថាម្នាក់នោះទូបានលុយក្នុងមួយថ្ងៃនេះប្រមាណប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលលុយទៅកងធនាគារបឹបគេឆ្ងល់បាទហេមិនលុយចូល5000លឿនមិនឯងមកពីណាហេអញ្ចឹងចំណុចដែលគេឆ្ងល់បាទហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងនឹងទៅដូចគេបាទព្រោះយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍបាទហើយក្នុងនោះផងដែរក៏សូមទទូចយ៉ាងទទូចមកចំពោះមន្ត្រីទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនបាទមេត្តាពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតចំពោះបាទបញ្ហាមហូបអាហារចំណីអាហារទាំងនេះដែលនាំចូលមកខូចគុណភាពនោះបាទអស់លោកពុកក៏លួយយកអីយកទៅវាសំខាន់អស់លោកពិនិត្យឲ្យបានល្អសិនបាទល្អសំនាំចូលបាទចង់និយាយថាអស់លោកស៊ីពុនស៊ីអីហ្នឹងរបស់លោកចាប៉ុន្តែឲ្យល្អសំណងចូលបានមិនល្អត្រូវតែចាប់ឲ្យបានដាច់ខាតហើយកុំទៅចោលបាទកុំឲ្យនាំចូលសុកចិត្តថាឲ្យវាល្មើសគេថាគេពាក្យចាស់គេថាមិនគេហៅថាបើលូកប្រហុកលូកឲ្យកប់ឃ្លៀកបាទជ្រុលឲ្យស្អុយប្រហុកហើយវាលូកឲ្យកប់ឃ្លៀកមករើបាទអស់លោកចង់ពុកឲ្យលួយនាំចូលអត់ពុនបងពុនអីក៏ដោយបាទស្នើសុំយ៉ាងទទូចបាទអស់លោកធ្វើមិនបានធ្វើទេអីធានំសនំពមួយបាទពិនិត្យគុណភាពឲ្យបានដាច់ខាតបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហូបរបស់ដែលមានជំងឺបាទកាលណាយើងអត់មានជំងឺយើងមានខួរក្បាលគិតសម្រាប់ទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសបើមិនជាយើងមានជំងឺយើងអត់មានពេលទៅអភិវឌ្ឍទេព្រោះយើងឡើងតំណនេះស្គួតទៅព្យាបាលជំងឺដែលយើងនាំចូលមកបាទ